Người tu hành Phật pháp á, là bắt đầu từ chính mình. Vì tất cả Phật pháp á, là ở trên chính mình. Đức Phật ngài nói là người nào mà thấu suốt được hay là rõ biết được 12 xứ, 18 giới và ngũ uẩn là người đó thông suốt được giáo pháp của Như Lai. Như vậy giáo pháp của Như Lai á, là nằm ở nơi 12 xứ, 18 giới và 5 uẩn. 12 xứ là sao? Cái ly nước đây là một xứ, mắt mình thấy là một xứ. 12 xứ là Niết Bàn. 12 xứ là Niết Bàn. Tức là mắt là mắt, sắc là sắc, không có dính dáng gì với nhau. Phải không? Mắt là mắt, sắc là sắc, đâu có dính dáng gì với nhau đâu. Khi mình muốn thấy thì mới dính dáng. Phải không? Khi mình muốn thấy mới là dính dáng. Còn nếu mình muốn thấy thì bị mọi thứ trước mắt mình biết bao nhiêu thứ. Phải không? Nào là cây, nào là chuồng chuồng bay, nào là chim bay, mấy đủ thứ trước mắt mình, đủ thứ chuyện hết trơn. Nhưng mình đâu có thấy đâu, đâu có muốn thấy đâu. Cho nên sắc vẫn là sắc, mắt vẫn là mắt. Nếu mắt là vẫn là mắt, sắc vẫn là sắc thì không có vấn đề gì cả, không có luân hồi sinh tử gì cả, không có luân hồi sinh tử tức là niết bàn cái gì nữa. Đó, bây giờ nhưng mà bây giờ khi mắt thấy sắc thì có nhãn thức, tức là lúc đó khi mắt nhìn thấy sắc thì lúc đó có nhãn thức. Quý vị nhớ điều này nghe. Nếu con chim bay qua mình cũng thấy nhưng cũng có nhãn thức. Nhưng cũng có nhãn thức là bởi vì sao? Mình đâu có muốn thấy đâu mà nhận thức. Thì nó bay qua là thì bay qua vậy thôi chứ. Cũng giống như đó, cái hồ nước mà con chim bay qua đó thì nó cái bóng cái con chim nó in xuống hồ nước. Nhưng mà cái hồ nước nó đâu có, thì nó bóng nó dòi xuống thì nó dòi thôi chứ. Cái hồ nước nó đâu có giữ cái bóng con chim làm gì đâu. Mà con chim nó cũng không có ý là giữ hình bóng ở dưới hồ nước. Cho nên nó đi qua rồi thôi. Vì vậy không có dính dáng gì cả. Vì vậy mà 12 xứ vẫn là 12 xứ, không có dính dáng gì với nhau. Cái này quý vị phải tự trải nghiệm xem. Có lúc ví dụ mình đi trên đường mà tâm mình cứ rộng lặng trong sáng này thôi thì cũng thấy hết, nhưng mà cũng thấy như không. Đó. Nhưng mà khi nào bắt đầu thấy đây cái phường, đây cái gì đó thì lúc đó mới là có cái nhãn thức đó. Vậy á thì bây giờ này, nếu là 12 xứ, mắt thì ra mắt, sắc thì ra sắc thì thôi thì không sao hết, không có vấn đề gì hết, không có vấn đề gì để phải tu trong đó hết. Nhưng bây giờ do mình muốn thấy cho nên lúc đó cái nhận thức mới hiện ra đó. Khi nào mình cố ý thấy cái gì đó thì lúc đó mới có nhận thức. Thì bây giờ khi cái nhận thức đó xuất hiện thì cũng chẳng sao, bởi vì mình chỉ thấy rồi mình biết vậy thôi chứ đâu có sao đâu. Cho nên 18 giới thì tuy có hoạt động, có tương tác nhưng vẫn không có vấn đề gì cả. Nếu như trong thấy đó vẫn là thấy, nghe vẫn là nghe, không có tham sân si, không có bản ngã, không có cái gì vô trong đó hết trơn, không có khái niệm tư tưởng quan niệm gì trong đó hết trơn, thì cũng là có thấy nhưng mà cũng như không, cũng không sao, chẳng phải cũng như không, cũng không sao. Nếu mà mắt là mắt, sắc là sắc, không liên quan gì thì không có vấn đề gì hết. Còn nếu có thấy
mà cũng không thêm thắt gì cả thì cũng chẳng sao. Đó. Bây giờ thầy lấy ví dụ ha, cũng là cái ly này, nhưng mà người cần thì thấy khác, người viện thì thấy khác, người loạn thì thấy khác. Tức là nhận thức có thể khác, nhưng mà vẫn không sao. Thì loạn thì thấy loạn thì thôi, chứ đâu sao đâu. Chứ không phải loạn thì nội tham sân si lên. Mà người nó thấy viện thì cứ viện thì thôi, chứ không nội tham sân si. Người đó cần thì cứ thấy cần thì thôi, chứ không có tham sân si, thì cũng chẳng sao. Như vậy 18 giới cũng chưa sao. Nếu người nào mà thấy được 12 xứ, thấy được 18 giới, là xuất phát cái nhãn thức, nhị thức, thị thức ra rồi mà cũng không sao. Vậy là được rồi, cho tôi gì nữa. Bây giờ mới sinh ra ngủ uống này. Tại vì mình muốn, nhà trưởng giờ thầy muốn uống nước. Cho nên á, mắt phải tìm cái ly nước. Vậy là bây giờ mắt tiếp xúc với sắc nè. Nhưng mà mắt tiếp xúc với thức, nhưng mà do mình có muốn uống, cho nên thầy lên uống. Là khi cầm cái ly đó là xúc, mà cầm cái ly mà cái, nó nặng quá làm cái tay khó chịu, đó là thọ. Hoặc là khi mình uống vô thấy ngon là thọ, thấy dở là thọ. Đó là thọ đó. Rồi á, bây giờ mình mới tưởng. Tưởng tức là, tưởng là bắt đầu mình cho lại, mình tưởng là đó. Đó, tưởng là đó. Ví dụ ngon cái mình nói, ồ cái này, mình tức là mình nhận thức nó là cái này là tốt, cái này là xấu, cái này là thế này thế kia, là bắt đầu đó, nó mới sinh ra cái chuyện tốt xấu này kia đó nè. Đúng sai tốt xấu bắt đầu phát sinh ra từ đó nè. Xong rồi khi mình tưởng như thế nào đó đó thì mình sẽ phản ứng như vậy. Ví dụ mình thấy ngon cái rồi bắt đầu mình thích, mình thấy dở cái rồi bắt đầu mình ghét. Thì bắt đầu tham sân mới khởi lên, thì đó là hành. Đó. Mà nếu cái hành đó đó là tham thì cái thức đó gọi là tâm tham. Cái hành đó là sân thì cái thức đó gọi là tâm sân. Cho nên gọi là một cái tiến trình nó bắt đầu khởi ra, đó là sắc. Sắc là mắt với sắc này là sắc này. Đó. Nhưng mà khi xúc á thì bắt đầu có thọ, có tượng, có hành, có thức. Nhưng mà nếu mà bây giờ thầy vẫn cũng mắt cũng nhìn đây, nhưng mà thầy không có ý tưởng gì hết, thì nó nằm đó kệ nó, chứ đâu có sao đâu. Thì mắt tôi nằm đây còn anh nằm đó vậy thôi, thì không sao hết đó. Nhưng mà thì lúc đó là 12 xứ 18 giới là mình rõ biết, thì không sao hết. Cho nên cái rõ biết nó rất là quan trọng. Bây giờ khi khởi lên cái nước này ngon và thích uống, tức là có sắc thọ tượng hình thức, tức là có ngũ uống cái này. Bây giờ cái người mà thường soi sáng mình đó, thì rõ biết cái sắc thọ tượng hình thức nó tác động thế nào. Nếu cái sắc thọ tượng hình thức đó nó diễn ra, nó tái hại cho mình và người, tái hại cho môi trường chẳng hạn, thì như vậy như vậy gọi là sai xấu đó. Còn nếu như mà cái nhận thức và cái hành động lúc đó là hoàn toàn là trong sáng, rõ biết, thì vẫn không sao. Cho nên khi mà mình rõ biết được cái ngũ uẩn thì gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Tức là mình thấy rõ cái ngũ uẩn đó, nhưng mà không bị cái ngũ uẩn đó lôi mình đi. Còn nếu mà lôi là sao? Mình thấy rồi cái ngon quá, cái mình thích bắt đầu mình thế này thế kia gì đủ thứ, sinh ra cả một loạt dài dài luôn, chẳng phải nó dừng lại ngang đó. Thì cái đó gọi là sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi là cái đó đó. Cái ngũ uẩn đó đó là tạo ra cái sinh tử luân hồi. Ngũ uẩn đó đó tạo ra bản ngã, ngũ uẩn đó đó tạo ra kinh nghiệm, kiến thức,